Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh 24 Tư Giờ của em ạ Hôm nay xin phép em được cập nhật về giá xe cho anh em về dòng xe Hyundai Elantra Cho cả 4 phiên bản, từ phiên bản 1.6 turbo, bản 2.0 số tự động, bản 1.6 số tự động và bản 1.6 số sàn ạ Cũng như em sẽ tính luôn cho anh em về tổng chi phí bánh cho anh em Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh Khi mà chiếc xe được là chiếc xe lắp ráp trong nước, vậy thì lăn bánh giờ đang làm bao nhiêu Thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cái chi tiết cụ thể để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất để mình mua chiếc xe này không hay cần phải mua bản cao cấp hơn thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể cho anh em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Elantra bản 1.6 Turbo nó là, là bản cao cấp nhất của dòng xe Elantra với giá niêm yết nó đang là 769 triệu ạ. Nó là giá tính thuế luôn nhé. Hiện tại là đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 734 triệu ạ. Còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái bên hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé Vậy thì chiếc xe Vina Elantra bản 1.6 turbo này Lăn bánh Hà Nội giờ đang là 794 triệu ạ Còn ở tỉnh thì đang là 768 triệu nhé Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 786 triệu ạ Đó Các chi phí mà em tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này Biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ còn một, còn một số các chi phí em chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm tân vỏ bởi vì bảo hiểm tân vỏ nó là bảo hiểm tự nguyện anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc vào anh em thôi nhá ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe này elantra bản một bản 2.0 số tự động ạ à. với giá niêm yết nó đang là 699 triệu ạ à. nó là giá tính thuế luôn ạ à. hiện tại đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 685 triệu ạ à. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy có điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. À. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Hyundai Elantra bản 2.0 số tự động này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 739 triệu ạ. À. Còn ở tỉnh thì đang là 714 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 732 triệu đấy ạ. À. Tại sao nó có sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở Thành phố Hồ Chí Minh? Đó như Hà Nội thuế chắc là 12% giảm xuống còn 6% ạ à, và biển số là 20 triệu nhé. Còn ở tỉnh thuế chắc là 10% giảm xuống còn 5% ạ à, và biển số là 2 triệu ạ. À. Còn ở Thành phố Hồ Chí Minh thuế chắc là 10% giảm xuống còn 5% và biển số là 20 triệu dẫn đến sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở Thành phố Hồ Chí Minh đó là như vậy đấy ạ. Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc Serena Elantra bản 1.6 số tự động ạ. À. Với giá nên biết nó đang là 655 triệu ạ à. Nó là giá tính thuế luôn nhé Hiện tại giờ đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 642 triệu ạ à. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào Thì anh có điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình Để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ à. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé Vậy thì chiếc xe bên Elantra bản 1.6 số tự động này Lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 694 triệu ạ à. Còn ở tỉnh thì đang là 669 triệu nhé còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 687 triệu đấy ạ. Em nhớ không nhầm sẽ là có 7 tỉnh thuế chắc là 12 12% giảm xuống còn 6%. Anh em là trong 7 tỉnh đấy mà muốn được tính toán về chi tiết cụ thể tổng lăn bánh bây giờ đang là bao nhiêu thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá. Em sẽ tính toán cho anh em một cách chi tiết cụ thể để cho anh em có so sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất. Ok, tiếp theo cuối cùng em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Elantra bản 1.6 số sàn ạ. À lớn là bản thấp nhất của dòng xe Elantra. Với giá đến biết nó đang là 580 triệu ạ. À. Nó là giá tính thuế luôn nhá. Hiện tại là đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 559 triệu ạ. À. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. À. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Vinamilk Elantra bản 1.6 số sàn này lăn bánh nhân nội bây giờ đang là 606 triệu ạ. À. Còn ở tỉnh thì đang là 582 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 600 triệu tròn đấy ạ. Đó, đó chính là video này em đã giới thiệu cho anh em về toàn bộ về giá xe, cho toàn bộ dòng xe của Elantra cũng như em đã tính cho anh em về tổng lăn bánh cho anh em Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé để em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em về toàn bộ các dòng xe của Hyundai cũng như các hãng xe khác nhau như là Toyota kia mazda vinfast hay rất nhiều hãng xe khác nhau trên thị trường của việt nam thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ